Hans Book. Vô tôm Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Ông Lê Phước Vũ sinh ngày 28 tháng 5 năm 1963 tại Quy Nhơn, Bình Định, quê gốc tại Điện Bàn, Quảng Nam. Ông hiện là nhà sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen. Chủ tịch Lê Phước Vũ được mệnh danh là Vua tôm Việt Nam vì Tập đoàn Hoa Sen là công ty sản xuất tôm mạ lớn nhất và nắm hơn 34% thị phần tôm khắp Việt Nam. Ông Lê Phước Vũ từng được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trao tặng huân chương lao động hạng nhì vào năm 2012. Phần 1. Hành trình khởi nghiệp gian nan. Ông Lê Phước Vũ sinh ra trong một gia đình nghèo ở Bình Định. Năm 1979, ông học trung cấp giao thông vận tải tại trường trung cấp giao thông Phú Tài, Bình Định. Sau khi tốt nghiệp, ông đã cùng gia đình khăn gói vào miền Nam để tìm kế mưu sinh với hy vọng đổi đời. Năm 1983, ông về làm việc cho một công ty vận tải ở Tây Ninh. Cuộc sống của gia đình ông vẫn không cải thiện, vì thế gia đình ông lại tiếp tục khăn gói lên buôn mê thuộc lập nghiệp với mong ước cuộc sống sẽ tốt hơn. Nhưng hy vọng cũng nhanh chóng tàn lụi sau 2 tháng thay đổi, vợ chồng ông lại dắt díu nhau quay trở lại Sài Gòn lần hai. Về đây, ông được mời làm quản đốc công ty gỗ Đức Thành. Trong thời gian này, ông tình cờ gặp gỡ giám đốc một công ty thép nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam. Ông này đã gợi ý cho Lê Phước Vũ thử tự kinh doanh. Năm 1994, chỉ với 2 chỉ vàng trong tay số tiền gia đình ông tích lũy sau nhiều năm buôn ba, Lê Phước Vũ khởi nghiệp kinh doanh với một cửa hàng nhỏ bán tôm tại ngã tư An Sương, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Sau 3 năm kinh doanh, ông Vũ nhận thấy rằng cửa hàng hoạt động không còn hiệu quả, đánh liều ông vay mượn khắp nơi mở một xưởng cán tôm. Thời gian đầu ông gặp không ít khó khăn vì phải chạy vạy lo tiền thanh toán trả góp máy móc thiết bị, lương nhân viên, áp lực cạnh tranh. Năm 1997, ông Vũ lại lần nữa phải cắn răng tính toán đầu tư máy cán tôm trong bối cảnh tôm cắt sẵn không còn làm ăn được nữa. Thời điểm đó, chiếc máy ông nhắm đến có giá đến 120.000 đô la Mỹ, một con số quá lớn so với khả năng của ông. Bằng sự mày mò và quyết tâm, ông đã sử dụng một số phụ tùng ở Đài Loan, tham khảo tìm tòi các bản vẽ thiết kế, góp nhặt linh kiện trong nước, lắp ráp cải tiến hiệu chỉnh dần. Đến nay, chiếc máy cán tôm tự chế này vẫn đang hoạt động tốt. Nhiều lúc tưởng chừng như xưởng của ông ngấp nghé bên bờ vực phá sản, nhưng chữ nhẫn đã giúp ông bình tĩnh giải quyết mọi việc một cách hợp lý nhất. Cũng từ đó công việc làm ăn của ông ngày càng thuận lợi hơn. Khi có một lượng khách hàng ổn định, ông Vũ quyết tâm mở rộng thêm nhiều xưởng tôm khác, vừa làm, vừa học để tích lũy kinh nghiệm về công nghệ sản xuất mới cũng như cách thức quản trị kinh doanh. Và ông đã gặt hái được rất nhiều thành công sau những cố gắng không ngừng nghỉ của mình. Phần 2. Quá trình phát triển thần tốc của Hoa Sen. Ngày 8 tháng 8 năm 2001, sau suốt 7 năm lăn lộn, ông thành lập công ty cổ phần Hoa Sen với vốn điều lệ 30 tỷ đồng và 22 nhân viên, sản xuất các sản phẩm tấm lợp kim loại, tôm mạ màu, tôm mạ kẽm và các loại vật liệu xây dựng khác. Ông Vũ đã cất công xây dựng một hệ thống phân phối để bán trực tiếp tới người dùng, điều được thị trường ghi nhận như một độc chiêu đúng đắn giúp công ty non trẻ của ông đứng vững và cạnh tranh sòng phẳng với nhiều tiền bối trong lĩnh vực này. Tháng 12 năm 2007, công ty cổ phần Hoa Sen đổi tên chính thức thành công ty cổ phần tập đoàn Hoa Sen như hiện nay và tiến hành sáp nhập 3 công ty gồm công ty cổ phần tôm Hoa Sen, công ty cổ phần vật liệu Hoa Sen, công ty cổ phần cơ khí và xây dựng Hoa Sen. Sau đó một năm, cổ phiếu tập đoàn Hoa Sen được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với mã chứng khoán HSG. Phần 3. Quyết định táo bạo, đưa Hoa Sen vượt bão thành công. Vào năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới và suy thoái kinh tế toàn cầu khiến nhiều doanh nghiệp lao đao, Hoa Sen đứng trước nguy cơ bị phá sản khi giá thép bất ngờ giảm xuống 2/3. Ông Vũ như ngồi trên đống lửa vì mỗi ngày qua đi thì giá càng giảm sâu. Lúc đó, ông đã ra một quyết định táo bạo là bán tháo tất cả hàng trong kho, rồi sau đó mua lại với giá rẻ hơn, nhu cầu tới đâu mua tới đó. Nhờ quyết định nhanh chóng và kịp thời đó, công ty đã vượt qua khủng hoảng, thậm chí có lãi trên 1.000 tỷ đồng. Chính chiến lược này đã giúp Hoa Sen không gục ngã như nhiều ông lớn khác trong ngành tôm thép. Không những vậy, ông còn đầu tư dự án nhà máy tôm Hoa Sen Phú Mỹ với công suất lớn gấp 3 lần tổng công suất hiện có của Hoa Sen vào thời điểm đó và là dây chuyền sản xuất tôm dày công nghệ NOF. Cũng ngay trong giai đoạn khó khăn đó, ông Vũ đã đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu ra nhiều quốc gia. Bước đi đó đã giúp Hoa Sen đã duy trì tốt tốc độ tăng trưởng doanh thu và trở thành doanh nghiệp xuất khẩu tôm thép hàng đầu Đông Nam Á. Trong hoạt động kinh doanh, Hoa Sen luôn chú trọng xây dựng hệ thống phân phối riêng. Từ 3 chi nhánh vào năm 2001,
Hiện tại năm 2021, tập đoàn Hoa Sen đã xuất khẩu đến hơn 85 quốc gia và vùng lãnh thổ, hơn 55 chi nhánh và 471 cửa hàng bán lẻ trực thuộc trải dài khắp cả nước. Đây được xem là hệ thống bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng có quy mô và hiệu quả nhất hiện nay trong ngành tôm thép Việt Nam. Với nỗ lực không ngừng nghỉ và sự táo bạo trong kinh doanh, ông đã đưa tôm Hoa Sen phủ sóng khắp Việt Nam và quốc tế, mang sản phẩm của người Việt đến với nhiều nước trên thế giới. Với những thành công đó, ông cũng đang là một trong 30 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Các bạn thấy nhân vật Times Book chia sẻ thế nào? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần comment và đừng quên đăng ký kênh YouTube và theo dõi trang fanpage để đón xem những video tiếp theo.